Sáng ngày 1 tháng 5 năm 2024, tại trường Thiền Quốc tế, Thiền viện Phước Sơn, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm diễn ra buổi lễ bế mạc khóa tu học trở về chính mình và khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 17 năm 2024. Chủ trì buổi lễ có Hòa thượng Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, cùng chư tôn đức tăng tu nữ là giáo thọ sư của khóa tu học và hơn 300 học viên tham dự khóa thiền và xuất gia gieo duyên. Phát biểu trong buổi bế mạc khóa tu học trở về chính mình và khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 17 năm 2024, Hòa thượng Bửu Chánh cho biết, hành động các Phật tử đến Thiện viện Phước Sơn đăng ký tham dự xuất gia gieo duyên là một việc làm đem lại phước báu, là nhân lành khiến trí tuệ được khai sáng mà buông bỏ những muộn phiền. Là hành động thiện lành này sẽ dẫn dắt những Phật tử gặp được chánh pháp, tiếp cận được với kho tàng Bali cổ tại thư viện Thiền viện để tra cứu và nâng cao kiến thức Phật pháp nguyên thủy. Song song trong khóa tu còn được nghe giảng pháp hàng ngày, các vị giáo thọ sư hướng dẫn học và hành thiền. Sau khi kết thúc khóa tu học về lại gia đình, Phật tử chúng ta lại tiếp tục vận dụng những gì tu tập ở Thiền viện áp dụng vào cuộc sống một cách khoa học và hiểu biết rõ ràng các pháp học và pháp hành để cùng với gia đình tu tập và lợi lạc cho chính mình và gia đình mình. Được biết, sau khi kết thúc khóa tu học trở về chính mình và khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 17 năm 2024, học viên nào muốn ở lại thiền viện tiếp tục trải nghiệm đời sống tu học ngắn hạn hoặc làm công quả cần thông báo với ban tổ chức để xin phép Hòa thượng trụ trì thiền viện.